Chị quản lý ơi, tôi lấy quán mình hư rồi. Thiệt tình, có ai biết sửa không? Dạ em. Dạ em đi lấy đồ sửa cho chị đi. Dạ. Con ơi, sáng giờ tôi uống thuốc nhiều lắm rồi mà sao nó khó chịu quá Toàn. Bà ráng đi, con sắp tới công ty rồi kìa. Ráng gì nổi nữa. Con coi thôi, có cái chỗ nào con tấp vô cho ba cái đi. Hết nổi hả ba? Anh tài xế ơi. Dạ. Phía trước có cửa hàng nhanh kìa, ghé vô giùm tôi nha. Con làm ơn né mấy cái ổ gà giùm chú nha. Dạ. Trời ơi. Ba giữ thể diện để người ta biết mình vô đây đi lấy chùa bây giờ. Dạ xin chào quý khách, không biết quý khách muốn gọi món gì ạ? Để lên nè, con biết rồi. Cho một phần toilet ba. Lấy một cái một phần đi em. Dạ. Thôi nè, lấy hết chỗ này luôn. Còn dạ. Toilet đâu vậy em? Dạ đi thẳng quẹo phải. Có còn bán mấy chân chữa. Nè. Trời ơi, tôi mắc hư. Bây giờ sao con? Bà mắc lắm rồi đó. Tôi bây giờ làm sao? Lẹ lên cái gì mà nghiệt ngã vậy nè. Chắc bà chết rồi con ơi. Qua đây đi ba. Không có được, vô đó lỡ cái bà nào vô thì ba không còn gì ba giữ gì nữa. Đã liền, sửa tay ra liền. Vô đại á. Tôi muốn ăn một chiếc bánh mì nóng. Chị Nghi. Tôi muốn ăn hả? Wow, em ngưỡng mộ chị Nghi quá nha. Cái gì chị cũng làm tốt hết trơn á. Ngay cả việc tế nhị như thế này chị cũng làm được nữa. Em ngưỡng mộ chị quá à. Tôi muốn ăn một chiếc bánh mì nóng. Tôi muốn ăn một chiếc bánh mì nóng. Lớn lên con. Chưa kịp đi nữa đó Toàn ơi, mà tự nhiên giờ xảy ra chuyện. Bây giờ nó khó chịu lắm. Tìm cách gì đi Toàn. Dạ. Để con tính. Có rồi. Anh tài xế. Dạ. Chạy phía trước có quán nước, ghé vô. Trời đất. Chạy nước xuống giùm tôi nha. Trời. Mình đã hóa trang như thế này thì chắc chắn là anh ấy sẽ không nhận ra mình đâu. Người tiếp theo, cô Song Nghi, số thứ tự 152. Dạ có. Mọi người để tư trang ở ngoài nha. Chị coi giùm em nha. Cảm ơn chị nha. Sao nhìn quen. Cô là Song Nghi hả? Dạ con chào mấy chú. Cô ngồi đi. Cô đang bị bệnh hay sao phải đeo khẩu trang vậy? Dạ đúng rồi. Con đang bị cảm cúm. Vô đây xưng hô cho đàng hoàng. Con hay là em? Dạ xin lỗi. Cô mất bao lâu để chuẩn bị tập bản vẽ này? Dạ tại vì em vẽ nó hồi nhỏ, mỗi lúc rảnh là em vẽ thôi à.
tốt nghiệp phổ thông trung học, từng là nhân viên của một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Cô có năng khiếu gì nổi trội không? Dạ có. Thật ra là em em có thể chụp được tất cả mọi thứ trên đời này bằng miệng của mình. Ở nhà mẹ hay gọi em là hai cậu lắm. Ở đây tuyển nhân viên vô làm việc chứ không phải tuyển nhân viên vô đây chụp thức ăn. Bước dạ cuối cùng của cô là gì vậy? Cái đó là một đôi cánh để giúp chúng ta bay lên được. Nguyên lý hoạt động của nó là gì? Dạ. Đôi cánh này được hoạt động dựa trên sức người hay là động cơ? Vật liệu sẽ làm đôi cánh này là gì? Tôi em không biết. Xong rồi đó, mời người kế tiếp đi. Thật ra được làm việc trong công ty là ước mơ của tôi từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Đó cũng là lời hứa của tôi đối với một người. Người đó đã hứa với tôi là sẽ thiết kế đôi cánh này để tôi có thể bay thật cao. Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ là người thực hiện lời hứa đó. Đúng, tôi đã từng làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh kể từ khi tôi tốt nghiệp trung học. Nhưng mà kể từ thời gian đó, tôi vẫn luôn nộp hồ sơ vào công ty đồ chơi Long Thủy. Dù cho ngày hôm nay tôi có không được nhận đi chăng nữa, thì tôi chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục nộp hồ sơ. Và tôi sẽ thực hiện được ước mơ này. Vậy là mình đã làm được rồi. Mẹ ơi, con thành công rồi mẹ ơi. Con xin lỗi chú nhiều, chú có sao không? Ủa, hình như là mình có gặp nhau đâu rồi thì phải à? Dạ, chắc chú nhìn nhầm người rồi á. Không, nhìn thấy quen lắm. Nhớ rồi, cửa hàng thức ăn nhanh, đúng không? Không phải đâu chú ơi, chú nhầm người rồi. Chuyện gì vậy ba? Tiện có con ở đây, dòm kỹ cô gái này coi. Có phải mình gặp ở cái cửa hàng thức ăn nhanh hôm bữa không? Dạ đúng. Hai người là cha con hả? Chứ cô nghĩ là gì hả? Biến thái. Mọi người đang chờ đó ba. Không có nhiều thời gian đâu, cho nên tôi sẽ cho thẳng vấn đề luôn nha. Chắc là tất cả mọi người đang ngồi đây rất muốn trở thành một con người thành công đúng không? Dạ muốn. Những người thành công á thì chỉ có hai nhóm thôi. Một là những người thực sự có tài năng xuất chúng. Hai là những người làm ơn được đi, làm việc, đừng có nhìn được gắn bó với những người tài năng xuất chúng trong nhóm một. Nếu như tôi đây thuộc nhóm một thì các bạn ở đây thuộc nhóm hai, vì đã may mắn được làm việc cùng với tôi. Khi tôi còn học ở trường học Harvard, tôi đã được trường trao cho học bổng toàn phần, nhưng mà tôi đã từ chối hết. Các bạn có biết lý do tại sao không? Là bởi vì tôi cảm thấy không hài lòng với số điểm mà mình đạt được, cho nên tôi hoàn toàn không tự tin và chẳng tự hào khi mà được trao học bổng đó. Mọi người hiểu với tôi chứ? Tôi đang hỏi cô đó. Cô gái kia, nãy giờ có nghe tôi nói gì không vậy? Tại sao cô ói? Những lời lẽ của tôi khiến cô mắc ói lắm hả? Không phải như vậy đâu. Tại vì lúc đó cái bụng của tôi nó... Cô nhìn đi, cô ở đây mặt của tôi nè. Giám đốc, thật ra lúc đó là tôi rất là khó chịu, nhưng mà
không có chỗ nào để ói hết. Nếu mà ói ra sàn thì sẽ rất là dơ, cho nên là tôi mới lấy cái này xong rồi cuộn lại như vậy rồi ói. Nếu như cô cố gắng duy trì cái sức mạnh ý chí của mình thì cô đã không ói rồi. Đằng này cô không làm được, nghĩa là cô đã bỏ cuộc. Với những người mà không có ý chí thì chắc chắn không bao giờ làm được việc lớn cả. Tôi cảm thấy thật sự thất vọng khi đã tuyển dụng cô. Giám đốc, tôi xin lỗi mà, tôi thật là xin lỗi. Với lại cái chuyện lần trước ở toilet, tôi xin lỗi giám đốc nhiều lắm. Ý của cô là tôi đang la mắng cô vì chuyện cho toilet hôm trước đó hả? Không phải vậy. Lần trước thì nghĩ tôi là kẻ biến thái, bây giờ nghĩ tôi á là một tên giận cá chém thớt. Thực sự quá thất vọng khi đã tuyển dụng cô vô công ty này. Tôi sẽ cho cô cơ hội để chuộc lỗi. Nhưng mà chuyện này liên quan trực tiếp đến lòng tự trọng của cô và cả của tôi nữa. Chuyện đó là chuyện gì giám đốc? Cô phải tham gia một cuộc thi với một người đã tốt nghiệp đại học. Thi à? Thi cái gì vậy? Nếu như cô muốn trở thành nhân viên chính thức của công ty thì cô buộc lòng phải tham gia. Nhưng trong trường hợp chúng ta là những kẻ thua cuộc thì tôi sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã tuyển dụng cô vào công ty này. Còn cô thì sẽ bị toàn thể nhân viên ở đây coi thường. Sẵn sàng thi đấu chưa? Cô có cảm thấy tức giận khi bị người khác coi thường bản thân mình chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 không hả? Tôi nghe thôi mà tôi đã thấy chướng tai gai mắt giùm cô rồi. Tại sao trong cuộc đời này lại có những con người thích phán xét năng lực của người khác chỉ dựa vào bằng cấp hả? Ấu trĩ. Trong cuộc sống này, đôi lúc chúng ta sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến mà chúng ta không được phép thất bại. Đó chính là cuộc chiến này. Hiểu chứ? Dạ giám đốc, tôi hiểu rồi. Cảm thấy tự tin chiến thắng không? Dạ có. Tôi tự tin lần này tôi nhất định sẽ chiến thắng. Bây giờ mình đi luôn đúng không giám đốc? Ê này nè, đâu vậy? Đi thi vậy? Thi gì? Tôi chưa nói xong mà. Cô phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng, hiểu chưa? Dạ giám đốc. Dạ chào giám đốc. Dạ mời giám đốc. Dạ em là Hiếu, nhân viên thực tập của phòng kinh doanh. Dạ con là Song Nghi, nhân viên mới học việc. Để đỡ mất thời gian, cuộc thi chúng ta bắt đầu luôn. Vòng thi đầu tiên là vòng thi tiếng Anh. Giám đốc, mục tiêu của cuộc thi hôm nay là chúng ta gặp anh John, đối tác lần đầu tiên của công ty. Chúng ta có nhiệm vụ phải giới thiệu sản phẩm mà do công ty Long Thủy của chúng ta sản xuất. Xin phép giám đốc. Miss John. Good morning, Mr. John. Nice to meet you. Nice to meet you too. When do we start? As you can see, this Trend Rail Transit is our product for 2018. And where can the customers buy this train? Not only this Rail Transit, we also have our product sold in many big name retail stores. Wow. I'm really impressed. Yeah.
We can finish product in some day. How many days exactly? Một tuần. Seven days. And will we have problems with customs? Yes. Yeah. What? Yes. Yes. Câu trả lời có gì vậy hả? Ông ta đang hỏi là công ty chúng ta có gặp vấn đề với hải quan hay không đó. Có gì hả? Giám đốc gật đầu mà. Tôi gật đầu là biểu cô trả lời đi. Rất đơn giản. Nhân viên nào bán được nhiều sản phẩm hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Hiểu chứ? Vẫn chưa bắt đầu mà hấp tấp quá vậy. Cô Song Nghi, cô relax lại đi. Con xin lỗi chú. Ở vòng này tuyệt đối không được thua đâu biết chưa. Bắt buộc phải chiến thắng. Đây là những sản phẩm mới của công ty chúng ta. Mô hình đường ray và xe lửa đồ chơi. Trong hai người, nếu người nào bán nhiều sản phẩm nhất, người đó sẽ là người chiến thắng. Mời quý khách đến nhận hàng của em. Chào quý khách, anh chị ghé vô đây coi đi. Cái này là đồ chơi mới của công ty em luôn á. Anh chị ơi. Ê, bé, chị nói nghe nè. Chị có cái này chơi vui lắm nè. Nè, bây giờ chị nói cho mấy em nghe nha. Chị sẽ giới thiệu cho mấy đứa biết. Đây chính là món đồ chơi đường ray xe lửa. Mấy đứa thấy không? Cực kỳ là nhiều màu sắc mà rất là dễ thương luôn. Bây giờ nha, mấy đứa tập trung vô cái đường ray xe lửa nè. Rồi, bây giờ xe lửa sẽ chuẩn bị lên dốc và sau đó sẽ đi qua đường hầm thêm một lần nữa nè. Nè, bây giờ điều này là điều cuối cùng xe lửa sẽ làm, đó chính là chuẩn bị thổi còi. Ping pong nè. Yeah. Mấy em ơi, mấy em có thích món đồ chơi này không? Dạ thích. Vậy thì mấy em nói với ba mẹ là mua món đồ chơi này về chơi đi. Nha, nha. Mẹ ơi, mẹ mua hàng của con này nha mẹ. Không được đâu con, qua đây mua của cậu con nè. Dạ, đó là cậu của con. Cậu hả? Còn em? Đó là bạn trai của dì em. Còn em? Đó là anh hàng xóm của dì em. Ủa giám đốc. À thưa giám đốc, người của tôi thắng 2 vòng rồi. Vậy mình đâu có thi vòng 3 chi nữa phải không giám đốc? Không công bằng mà. Giám đốc, là họ An Giang đó. Anh ấy đã kêu người nhà của anh ấy tới để mua đồ đó. Thì sao? Đây là cuộc thi bán hàng. Quan trọng là số lượng sản phẩm bán ra. Với lại không hề có quy định là không được bán cho người nhà. Thôi, tôi tính vậy. Giờ giám đốc có muốn cho người của giám đốc thi vòng 3 để cho cô ấy được tâm phục khẩu phục không? Tôi khỏi đi. Giám đốc, tôi muốn thi nữa. Kết quả quá rõ ràng rồi, thi làm gì nữa? Giám đốc, mặc dù là tôi đã thua 2 vòng rồi, nhưng mà vòng này chắc chắn là tôi sẽ thắng. Giám đốc làm ơn tin tôi đi mà. Đây là những mặt hàng mới của công ty chúng ta nằm ở trong cái thùng này. Hôm nay cuộc thi chúng ta là các thí sinh á, khi những cái thùng này tới cái điểm kia.
nhìn thì có vẻ đơn giản vậy đó, nhưng mà nó đòi hỏi sức lực và sự khéo léo dữ lắm. Hôm nay thấy cô có vẻ yếu, không ấy để cậu Hiếu chấp trước cô 10 thùng nha. Không cần đâu chú, con làm được mà, con khỏe lắm. Thế à, vậy mình bắt đầu được hai giám đốc. Mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.